chúng ta chỉ đọc cái số ở đằng sau thôi, đúng không ạ? Chơi số thôi ạ, đúng không ạ? Tôi đọc xin mời thứ hai, màu xanh cũng đẹp đấy. Vâng, và bây giờ thì anh có thể thuyết trình qua về cái ý tưởng của mình không ạ? Vâng, với lá cờ vào đội của tôi thì là tôi cắt hình sao vàng, lá cờ sao vàng.